Hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với channel YouTube của mình ạ nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục trở lại với Long ngộ tiếp anh em nhá. À, rồi nha mà mức vốn hôm nay mình mang vào là 400 cả nhá. Rồi anh em này ở đây thì à, gần nhất về cho mình à, với à, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cơ đổi anh em ạ. Đấy, à, thì chắc chắn cửa này sẽ đi theo đội luôn anh em nhá. Mình sẽ đi gặp tiếp luôn ở cửa đầu tiên với 400k. Ai à, luôn ở cơ hội anh em này. Ok rồi anh em ạ. À. Như vậy đã về cho mình cứ hộ rồi anh em nhá. Ai à, ngon lành cho anh em. ai à, ok anh em ạ. À. Thì à, sau khi mà đã về hộ cho mình anh em này và gần nhất ở đây, ấy đã đổi cho mình tứ cửa là 10 rồi. Cho nên cửa này anh em nhá. Mình sẽ quyết định anh em ạ. À, lại tham khảo không có đi vào cửa nào cả anh em nhá. Đó à, xem mà có đổi sang cho mình long hay không hay tiếp tục lại cửa hộ này. Ok anh em ơi, như vậy đã giao nhau với cửa hòa rồi. À, như vậy là giao nhau với hoa hòa anh em ạ, không đổi về uh, Long hay là Hổ anh em ơi. Thế nhưng ở đây anh em này, trước à uh, uh, 6 cửa anh em ạ, trước 5 đến 6 cửa này có giao nhau với cửa hòa xong là tiếp tục đổi về Hổ anh em ạ, cho nên là mình sẽ tiếp tục đổi lại Hổ cửa này anh em nhá. và tiếp tục lót lại với cửa hòa 80 này. Ui giời đây rồi. Quá ok anh em ạ, như vậy tiếp tục lại về Xong mình cửa hòa rồi. Ngon chơi anh em? Đấy mới là siêu phẩm anh em ạ và giờ anh em nhá mình sẽ tiếp tục anh em này ở đây à, chắc chắn là mình sẽ đi lại với cửa hỏa anh em ạ ai xem có về cửa thứ ba không anh em nhá à, rồi còn à, cửa long hoa hổ thì mình sẽ tạm dừng anh em này không đặt nhá ui sợ anh em ơi như vậy là ai, à, về cho mình cửa hổ rồi anh em ạ ai à, thì à, không sao nhá thì với cửa đầu tiên thì à, mình mới thua thôi anh em ạ có ba cửa thì đã thành công hai cửa này ai với thua một cửa như nhất thôi nhưng mà hiện tại thì mình vẫn đang thành công được trên một mét ba khá ngon anh em ạ à, rồi anh em cửa này mình sẽ tiếp tục anh em ạ xem có đổi lại cho mình hộ tiếp không ôi giời anh em ơi như vậy là vần về với cơ đội rồi anh em ơi đó Đây là trước đã về cửa hộ rồi bây giờ lại về lại cửa lòng nhá rõ ràng với hai cửa liên tục rồi anh em ạ À rồi anh em với cơ đội và vẫn chưa có dấu hiệu về đôi Đó, Không phải là khi nào mình cũng gặp hoài ở cửa đôi này Cửa 3, cửa 4, cửa 5, cửa 7 ấy, Anh em ạ à, không có đâu nha à, Không phải khi nào ngon như vậy đâu à, Rồi anh em ơi lại tiếp tục về cho mình với cửa hòa rồi 70k ngon lành chưa Sở Hôm nay là mình đã thành công liên tục như là ba cửa hòa rồi anh em ạ à, Quá ok chưa thì uh, những ngày trước anh em ạ đấy, cách đến hai ba ngày và riêng ngày cũng khoảng thế nhà nhá và mấy ngày trước thế ấy đa số lỗi về cửa hộ nhiều anh em ạ đó mình đã thành công quá đơn giản và dễ dàng Đấy, từ một mét lên bảy tám mét luôn một mét năm sáu mét này Đấy, và thậm chí có gần chục mét anh em ạ đó, nhưng mà không phải là mình cũng gặp được như vậy đâu anh em ơi đấy, hôm mấy hôm trước là đôi khi là lâu lâu mình gặp được như vậy thôi bởi vì ở đây này À, không phải hẳn khi nào cũng về 3 cửa 3 cửa 4 cửa 5 cửa 6 cửa 7 cửa long hoặc là cửa 3 cửa 4 cửa 5 cửa 6 cửa hộ đâu anh em ạ. Đó, mà đổi hơi khó với anh em nhá. Ở đây hôm nay kết hợp với cửa hòa cũng đổi chứ không phải riêng hẳn là 11 đổi đâu em này. À, ở đây cửa này mình tiếp tục thành công anh em ơi. Đấy à, như vậy đã về cho mình cửa long con lành rồi. Ui giời anh em ạ, gần 2 mét ok chưa? Đó dấu hiệu ở đây anh em này. À, sau khi mà đã giao nhau với hòa rồi, bây giờ đã về đôi đây anh em ạ dấu hiệu đầu tiên sau khi mà tới à, bao nhiêu anh em vậy gần hai nơi cửa gần nhất anh em ạ chưa có về đôi à chưa có về đôi lòng hay là đôi hộ đầu bây giờ phải có cửa đôi đầu tiên và tiếp tục về cửa ba anh em ạ sợi hơi ngon chưa ấy à, một khi anh em này đá vượt lên ba và ba thì sẽ có bốn có năm anh em nhá à, nhưng mà anh em nên nhớ này à, không nên anh em ạ đi gặp thiếp anh em nhá à, đơn giản vào một vài ba trăm thôi nếu như mà đổi nữa thì mình chỉ thu một hai ba trăm thôi đó cho nên là đơn giản nhất là khi nào mình cũng sẽ giữ được anh em ạ Đấy, cái mức mà mình đã thành công rồi ấy ok cho anh em rồi anh em này như vậy đã tiếp tục về đôi 12 anh em ạ đó về đôi 12 thì bây giờ mình đã thành công à, được 40 k à, hay mày lót nhẹ nhàng rồi anh em ok chưa và ngon lành lên được à, từ mét chín lên hai mét rưỡi này đơn giản anh em à, rồi thì cơ anh em này tiếp tục mình lại à, đi lót hoài anh em ạ và lót lại À, trở lại với 11 một, một này, cửa long 250 tiếp này. Đổi chưa anh em? Đổi rồi anh em ạ. À, đổi rồi, là đúng rồi anh em ơi. cỡ cửa này là khá xa rồi anh em ạ. Đây. Đó, à, bây giờ là giao nhau này, 1 2 3. ba long bây giờ đổi sang Hoa hoa À và tiếp tục đổi về hộ anh em ạ. nhưng mà anh em này, đổi về hộ rồi chắc chắn khả năng cao anh em nhá. 90% là trở lại hộ anh em ạ. chắc chắn hay không thì mình sẽ đi vào 150 là biết ngay nha à, anh em nhá đúng rồi. đó. một khi dấu hiệu đã về đổi sang với nhau. À, bây giờ không phải là điểm tựa là bởi vì hôm nay anh em này điểm tựa khi nào mà khi nào mà cửa hòa ít về anh em ạ, không có về nhiều. nhưng mà hôm nay tới thì lại là có 6 cửa về rồi. cho nên chắc chắn nó sẽ không có điểm tựa anh em nhá. ở long này là hộ nhá. À, ok cửa này mình sẽ tham khảo anh em này xem có đúng tiếp tục trở lại cho mình cửa hộ không. ok anh em ạ như vậy là tiếp tục trở lại với cửa hộ nhá. À, về hồ cửa này đã thành công lên được cả bao nhiêu anh em Về bấy cửa rồi ba cửa rồi giống long luôn anh em nhá như vậy là bây giờ đổi giống với cửa long rồi anh em này Đấy, thì bây giờ mình sẽ tham khảo với cửa cuối cùng anh em nhá nếu như mà thành công hay không là mình cũng sẽ nghĩ luôn ở cửa này anh em này gặp thiệp luôn căng đẹp nha anh em hai mét luôn về cửa hồ này ok cho anh em đấy rồi anh em mà đã về một rồi thì chắc chắn nắm 100% trong tay rồi bởi vì mình đã lót cửa hòa 250 nữa. Đó, ngon lành chưa anh em? ấy à, và gần 4 mét ok rồi em bạn như vậy hôm nay với mức vốn 400 anh em nhá kết hợp ăn non với gặp tiếp anh em ạ, à, mình đã thành công lên được 4 mét ngon lành chưa rồi thì bây giờ anh em này mình sẽ kết thúc video đây ok chào anh em nhá.